để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be saints, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Kính chào tất cả các bạn, tôi là linh mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo. Hôm nay tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề bỏ lễ ngày Chủ nhật và trong cơn dịch Trung Quốc vi khuẩn Vũ Hán này. Có những câu hỏi đại khái tóm lại như sau: thưa cha, làm sao để dạy cho các con của con giữ niềm tin trong mùa dịch này? Khi con bảo các con của con chúng ta không nên đi lễ trong mùa dịch, thì các con của con lại trách, ủa ba mẹ không tin vào Chúa à? Hay là có những nơi thì có giới nghiêm và luật không nên tụ họp thì không có lễ, nhưng cũng có những nơi không có giới nghiêm, việc đi lễ hay không là tình nguyện. Vậy thì nếu chúng con không đi lễ bởi vì sợ lây lan bệnh dịch, chúng con ở nhà thì phải trả lời làm sao với các con của chúng con và để nuôi dưỡng niềm tin của chúng? Và cuối cùng, thưa cha, là một tín hữu Công giáo, con nên làm gì trong tình huống này để chứng minh cho tình yêu của Chúa dành cho con? Cảm ơn rất là nhiều các bạn đã gửi câu hỏi về. Thì tôi xin chia sẻ và nói với các bạn một tí xíu như thế này. Trước hết là tôi đang đứng ở trước một cái bức tranh Đức Mẹ ôm Chúa, và làm đây là có thể là một bức tranh mà người ta dẫn, mà ông cậu tôi đã tặng tôi ngày gần 16 năm trước khi tôi được truyền chức linh mục. Ông đặt người vẽ cái bức tranh này, và đối với những người Mỹ thì họ bảo là cái bức tranh này có giá trị trên 10.000 đô la, và tôi nghĩ đó là cái gia tài lớn nhất của tôi có. Ôm Chúa vào lòng và chung quanh là những cây thánh giá. Hôm nay tôi không có quay rộng, nhưng các bạn vô văn phòng tôi sẽ nhìn thấy tôi để những cây thánh giá rất là nhiều. Tại sao tôi đứng trước cái bức tranh này và những cây thánh giá để quay cái video này cho các bạn? Thưa, tạ ơn Chúa là con của các bạn còn hỏi là chúng ta không tin Chúa hay sao? Tôi chỉ sợ là những đứa con của chúng ta mà từ trước tới giờ nó không chịu đi lễ ngày Chủ nhật đó, thì hôm nay chúng ta nói nó con không phải đi nữa thì nó mừng vui hết lớn lên. Mà nó còn quay lại ngược lại, nó nói móc, nó đá mình. Ủa? Chứ hồi trước giờ con tưởng là mình phải đi mà. Mà sao hôm nay bố mẹ lại bảo không phải đi? Thì các bạn, đó chính là mấu chốt của vấn đề, của những câu hỏi mà đôi lúc người Việt chúng ta khó trả lời. Tại vì con mình nó bảo là phải đi lễ ngày Chủ nhật. Thưa các bạn, nếu người ta, chúng ta nhìn lại, nếu con của mình nó hỏi trong Kinh Thánh làm gì có chỗ nào mà cho nó bắt buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật, thì mình nói có đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn thứ nhất rồi phải đi lễ ngày Chủ nhật, mà mày cũng như biết điều đó à? Thưa các bạn, tôi muốn đi ngược lại một lịch sử để chúng ta hiểu được. Hay là tiếng Mỹ chúng ta gọi nó là keep Holy Day of Obligation, a Sunday Obligation, ngày buộc phải đi lễ. Chính vì những cái buộc như vậy, ngày lễ buộc bắt chúng ta phải đi, đã đi vào đầu và tư tưởng của những người Công giáo của chúng ta, và lớn lên rồi dạy cho con cái mình là ngày buộc, bắt buộc phải đi. Nếu chúng ta để ý thì không phải là ngày Chủ nhật, mà nó bắt đầu bằng ngày thứ bảy. Thưa các bạn, trong sách tạo dựng, nếu chúng ta đọc trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 2, thì Chúa tạo dựng 6 ngày và ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Nó chưa nói gì về ngày thứ bảy là ngày thánh cả. Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy qua sách Xuất Hành, Exodus, sách Xuất Hành chương 20 câu 8 tới câu 11, thì Chúa ra lệnh cho Môi-se là hãy giữ ngày Sa-bát, make cái ngày Sa-bát đó become holy. Tức là hãy giữ ngày đó, biến ngày đó thành một ngày thánh. Các tôi nhắc lại, biến ngày thứ bảy, mà cái ngày nghỉ ngơi của Chúa tạo dựng đó, thành một ngày thánh, chứ không phải là ngày bắt buộc phải đi lễ. Biến nó thành ngày thánh. Sách Xuất Hành chương 20 câu 8 tới câu 11. Để rồi chúng ta dẫn qua kế tiếp và chúng ta hiểu được là trong sách Đệ Nhị Luật Deuteronomy chương 19 năm và câu 15, khi
người ta dẫn mọi người ra khỏi, thì Chúa đã đưa mọi người ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nô lệ, thì Chúa nhắc với mọi người thế này: nhớ rằng các ngươi đã từng bị nô lệ và nay ta đã giải phóng đưa các ngươi ra. Và vì cái tư tưởng được giải phóng, được phục sinh đó, bỏ trong ngoặc kép chứ giải phóng đó, mà ngày hôm nay một lần nữa trong sách Đệ Nhị Luật, Yahweh Đức Chúa lại nhắc người Do Thái là phải giữ ngày Sa-bát holy, chứ không phải là đi lễ ngày Sa-bát, không phải chỉ có đi tới hội trừa hội đường để tham dự cái nghi thức phụng vụ là đủ, không phải như thế. Keep the Sabbath holy, hãy giữ nó là một ngày thánh. Nếu các bạn biết một số người Do Thái cho tới bây giờ thế kỷ 21, tôi đang đứng đây nói chuyện với bạn, mà những người Do Thái mà họ giữ truyền thống một cách sát, tức là ngay cả trong cái thang máy tôi đưa ra để cho các bạn biết, tức là ngày hôm đó không được lao động gì hết, không được làm gì hết, no work nothing, chỉ có celebrate life, chỉ có ăn mừng, chỉ có cầu nguyện, chỉ có gần gũi với Chúa, gặp về gia đình và học hỏi về Chúa. Nó là chính vì mới gọi là keep holy, hãy biến ngày hôm đó trở thành một ngày thánh. Cho nên chính vì vậy người Do Thái họ nói là họ không được đi bao nhiêu bước, họ không được đi bao nhiêu xa, họ không được đi xe trong ngày đó mà họ phải đi bộ. Nếu ngày hôm nay một số bạn biết là một số cái tòa nhà của người Do Thái mà những người mà giữ truyền thống đó, bạn cũng không thể lấy cái tay mà bấm vô cái thang máy số 1, số 2, số 3, bởi vì đó là lao động rồi. Cho nên có một số người họ trong cái tòa nhà đó họ giữ cái thang máy, là chẳng hạn có 10 tầng thì họ xếp cái thang máy tự động, cứ mỗi tầng tự động nó dừng là nó mở cửa ra, là chúng ta cứ bước ra rồi bước vô, bước ra bước vô không bấm. Cho nên khi con cái của mình hỏi là tại sao mình phải có thể không đi lễ ngày Chủ Nhật trong cái hạn dịch này, mình không trả lời được, bởi vì mình không hiểu. Chúng ta cứ nghĩ là bắt phải đi lễ, nhưng mà ủa cha ơi, nãy giờ cha đang nói về ngày Sa-bát mà ngày thứ bảy mà đâu phải ngày Chủ Nhật, đúng không ạ? Keep holy. Dạ thưa các bạn, chính vì thế đây mới là cái mấu chốt để chúng ta nhảy đây, nhảy một bước rất dài. Đó là cái kế tiếp, là khi mà như tôi nói trong sách Deuteronomy là sách Đệ Nhị Luật, khi mà dân chúng được ra khỏi nô lệ ở Ai Cập thì Yahweh Đức Chúa nhắc họ đã từng là nô lệ và hôm nay họ đã được giải phóng, họ đã được tự do và họ phải giữ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trở thành một ngày thánh, một ngày dành riêng cho Thiên Chúa. Vậy tại sao hôm nay chúng ta có ngày lễ ngày Chủ Nhật? Dạ thưa, chúng ta có ngày lễ ngày Chủ Nhật là bởi vì thế này. Bởi vì ngày hôm nay, ngày Chủ Nhật, Chúa Giê-xu sống lại ngày thứ nhất trong tuần, khi mọi người còn đang ngủ. Ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giê-xu sống lại là ngày thứ nhất, đó là ngày Chủ Nhật. Và những người Công giáo, bây giờ chúng ta gọi là Công giáo, ngày xưa chúng ta gọi là những người theo đạo Kitô giáo, từ những thế kỷ đầu tiên đã dời cái ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, ngày Keep Holy đó, ngày giữ nó ngày thánh, qua ngày Chủ Nhật, trở biến ngày Chủ Nhật thành ngày thánh. Là bởi vì ngày xưa chúng ta giữ ngày Sa-bát, ngày thánh, ngày thứ bảy là để tưởng nhớ được là Chúa đã dẫn người Do Thái ra khỏi nô lệ để đến cái đất nước tự do. Thì ngày hôm nay qua cái chết, cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, Chúa đã dẫn bạn và tôi ra khỏi ắt nô lệ của tội lỗi và trở nên tự do trong làm con cái Chúa. Và chính vì vậy người Công giáo chúng ta mới dời cái ngày thánh thiện thứ bảy qua ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa Nhật. Mà nếu các bạn để ý nó hay không? Sau ngày Chủ Nhật sống qua thứ hai chứ không phải thứ nhất, cho nên ngày Chủ Nhật chính là ngày thứ nhất trong tuần. Và khi chúng ta dời ngày thứ nhất trong tuần qua như thế thì chúng ta dời tất cả những sự thánh thiện đã đi theo. Những bạn nào mà lớn lên ở Việt Nam thì các bạn hiểu được là chúng ta không được phải kiêng việc xác ngày Chủ Nhật. Đôi lúc chúng ta cứ nói là kiêng việc xác để giữ thành một cái văn hóa nó quá ư là máy móc, để rồi thưa cha con làm được cái này, con làm được cái kia. Dạ thưa các bạn, nó cũng như trong đang mùa chay này, chúng ta ăn chay, chúng ta kiêng việc xác là để chúng ta không làm gì, để chúng ta dành thời gian đó cho Chúa. Nhớ cái chữ là keep holy, hãy giữ ngày đó là một ngày thánh, chứ không phải là ngày Chủ Nhật, chỉ cần đi lễ một lần là đủ.
nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi và được phục sinh trở thành con cái của Chúa, sống trong tự do. Cho nên nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tôi ngày Chủ nhật, và có thể rất nhiều người chúng ta là bắt phải đi lễ ngày Chủ nhật, và chỉ cần đi lễ ngày Chủ nhật 1 tiếng đồng hồ là đủ để giữ ngày đó, ngày Sa-bát, ngày của Thiên Chúa là ngày thánh, thì chúng ta đã sai lầm rồi. Và chính vì cái tư tưởng đó cho nên ngày hôm nay con cái của mình hỏi: ủa tại sao mình không tin Chúa hay sao? Dạ thưa, mình vẫn tin Chúa chứ. Nhưng mà để giữ ngày Chủ nhật là ngày thánh, thì cái đỉnh cao của ngày Chủ nhật, cái ngày thánh đó, là chúng ta đến nhà thờ để thực, bởi vì thánh lễ ngày Chủ nhật là gì? Là để nhớ lại cuộc tử nạn, để ghi nhớ lại cuộc the passion, the death and the resurrection, có nghĩa là cuộc khổ nạn, tử nạn và sống lại của Chúa. Chúng ta trong thánh lễ ngày Chủ nhật đó, chúng ta celebrate, mình ăn mừng, hay là mình tưởng nhớ lại cái mầu nhiệm khổ nạn, mầu nhiệm chết và mầu nhiệm sống lại của Thiên Chúa. Đó là đỉnh cao. Thánh lễ ngày Chủ nhật là đỉnh cao của ngày thánh, chứ không phải đó là điều duy nhất chúng ta cần phải làm trong ngày thánh. Các bạn hiểu tôi muốn nói. Và trong thánh lễ đó thì chúng ta lại được một lần nữa được đắm chìm với trong cái tình yêu của Thiên Chúa, được rước mình vào máu Thánh Chúa để Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Nếu như là Thánh Teresa hài đồng Giê-xu hay hát đó, lại đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Chúng ta đắm chìm trong đó. Tôi nhắc lại, thánh lễ ngày Chủ nhật là đỉnh cao của chúng ta giữ cái ngày Sa-bát, tức là cái ngày thánh đó là ngày thánh thiện. Keep it holy, chứ không phải đó là điều duy nhất mình cần phải làm. Vậy trong hoàn cảnh ngày hôm nay tại nước Mỹ chúng ta, đa số tôi nghĩ là hầu hết các địa phận đều đã cancel, tức là không còn các thánh lễ, có thể có vài địa phận vẫn còn. Và những người con cái của mình hay những người cuồng tín thì họ nói: tại sao chúng ta không tin Chúa hay sao? Dạ chúng ta tin Chúa chứ. Nhưng mà chúng ta nhớ, như hồi nãy giờ tôi đã giải thích, keep holy the Sabbath, hãy giữ ngày đó là ngày thánh, chứ không phải chỉ đi lễ ngày Chủ nhật là đủ. Dĩ nhiên thánh lễ là đỉnh cao, nhưng trong trường hợp này chúng ta vẫn có thể giữ ngày thánh đó bằng một cách khác. Hai giới răn mà Chúa cho chúng ta là mến Chúa và yêu người. Chúng ta đi lễ ngày Chủ nhật trong những lúc này, có thể chúng ta không bệnh, nhưng chúng ta sẽ đón được cái bệnh từ người khác. Hoặc chúng ta có bệnh mà chúng ta chưa biết, nó sẽ lây bệnh cho người khác. Và đặc biệt hơn nữa là một công dân sống trong một cái xã hội, chúng ta cần phải đi theo chính phủ. Họ nói là không nên tụ tập đông người này nọ. Chúng ta cũng cần phải sống có một luật pháp, và đó là thi hành cái đức yêu người. Còn dĩ nhiên thưa bạn, cái mến Chúa, tôi vẫn nhắc lại, tôi muốn nhắc lại để không thôi sau này hầu hết cái vụ dịch này không ai đi lễ nữa, bởi vì họ bảo là con ở nhà con vẫn mến Chúa đủ. Dạ chúng ta vẫn có thể ở nhà học hỏi lời Chúa, đọc kinh thánh, rước lễ thiêng liêng, tham dự các thánh lễ online. Tôi đưa lên những cái bức hình rất là tuyệt vời, có những người đi lễ online ở nhà. Đó là tại sao sáng nay tôi làm lễ online, thì giáo dân mà bảo cha đừng có làm online Facebook, mà cha phải online trên YouTube. Để làm gì thưa cha? Là để cho chúng con có thể mở lên cả cái TV, Smart TV, mở lên cả cái TV to, để cả nhà chúng con cùng đứng đi lễ như vậy. Đó là cách để chúng ta giữ những cái giờ thánh thiện. Chúng ta dành thời gian để học hỏi lời Chúa với gia đình, với con cái của mình. Có những người hỏi tôi: thưa cha, trong những lúc mà như vậy con không đi lễ mỗi ngày, rồi con đọc thế 50 kinh kính mừng được hay không? Con bảo con là dở cái trò ăn gian à. Thay vì đi lễ hết 1 tiếng, cộng với chưa tính là tiền cái gì, thời giờ đi, thời giờ về, con đọc lòng chuối, mà nếu mà lòng chuối mân côi thì chắc 20 phút, 25 phút, chứ còn lòng chuối lòng vương sao Chúa có 10-12 phút à. Thế mình ăn gian với Chúa à. Để giữ cái ngày Sa-bát này trở thành ngày thánh, cái ngày mà của Thiên Chúa này trở thành ngày thánh, chúng ta phải dành nhiều thời gian cho Chúa. Cho nên các bạn có thể tham dự các thánh lễ online. Một trong những cái điều mà tôi muốn promote là của phong trào Thứ Nhi Thánh Thể,
là có cái phương pháp sống ngày thánh thể, là làm sao cả ngày chúng ta cùng sống để mà dâng lên cho Chúa. Và cái một trong những cái định của cái ngày thánh thể là chúng ta rước lễ thiêng liêng. Tôi muốn nhắc lại, rước lễ thiêng liêng tức là mình ao ước Chúa, có hai điều kiện chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta rước lễ thiêng liêng. Đó là gì? Đó là thứ nhất, chúng ta phải có một cái act of faith, tức là phải tuyên xưng đức tin. Thì tôi nói chúng ta có thể đọc kinh tin kính hoặc là kinh tin. Thứ hai là cái act of love, là nói lên cái tình yêu của mình dành cho Chúa. Thì tôi nghĩ là kinh kính mến của Việt Nam mình là rất là tốt. Lạy Chúa con kính mến Chúa hết thế thầm hết sức trên hết mọi sự đó. Kinh kính mến là cái điều tốt. Và cái thứ ba là chúng ta rước. Thì cái, có rất là nhiều cái mẫu kinh ở đó. Tôi thì dân thiếu nhi thánh thể, thì tôi đọc cái mẫu kinh này rất ngắn, đọc hai lần các bạn thuộc luôn, các bạn đọc theo tôi nè. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Đọc lại một lần nữa các bạn nhé. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Thưa các bạn, không phải chúng ta không tin Chúa, vì chúng ta tin Chúa, chúng ta vẫn cầu nguyện, chúng ta mến Chúa. Như tôi nói, đỉnh cao của cái giữ ngày thánh thiện, giữ cái ngày đó trở thành ngày thánh, ngày của Chúa là ngày thánh, là thánh lễ. Nhưng trong hoàn cảnh này, vì những bệnh và vì cái lợi ích của cộng đồng, nó gọi là for the common good, thì chúng ta không tụ họp. Nhưng có 1000 cách để chúng ta vẫn giữ cái ngày đó là ngày thánh. Và sau này khi chúng ta trở về, chúng ta trở về với cái đời thường rồi, sau này căn bệnh nó rồi nó sẽ qua đi, chúng ta sẽ trở về lại với thánh lễ ngày Chủ nhật. Nhưng đừng cứ nhớ là cứ nghĩ là chỉ có ngày đi lễ ngày Chủ nhật là đủ, mà phải giữ cả ngày Chủ nhật là ngày thánh, là ngày gần với Chúa, ngày ở với Chúa, ngày yêu Chúa, ngày mến Chúa, ngày học hỏi về Chúa. Và hãy sống ngày đó như một ngày thánh dành riêng cho Chúa, chứ không phải chỉ có đi lễ ngày Chủ nhật là đủ đâu các bạn nhé. Trong những lúc này thì chúng ta có thể làm chuỗi riêng, chúng ta có thể đọc kinh ăn năm tối, chúng ta có thể đi đoàn thánh giá tại gia ha, chúng ta có thể làm tất cả những điều đó. Hoặc là chúng ta, tôi nghĩ là tất cả các nhà thờ tuy không còn lễ công cộng nhưng đều mở cửa, chúng ta có thể tự do đến đó một mình để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và nếu các bạn làm những điều đó là các bạn đang giữ ngày Chủ nhật là ngày thánh. Và hy vọng là bởi vì chúng ta ở nhà, có thể là những ngày thường, nếu nơi nào không bị giới nghiêm, chúng ta cũng có thể làm điều đó nhá. Và đó là câu trả lời của chúng tôi. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn hiểu được hơn là giữ ngày cái thánh lễ ngày Chủ nhật là lễ buộc nó như thế nào. Tôi không thích dùng chữ buộc hay là keep holy day of obligation hay là Sunday obligation, mà tôi hay dùng cái chữ là keep the Sabbath holy. Hãy giữ ngày Chủ nhật, ngày của Chúa, một ngày thánh. Và có nhiều cách để chúng ta nên thánh, nhưng nhớ cái đích điểm cao nhất của ngày thánh đó vẫn là kết hợp với Chúa qua bí tích thánh thể. Đặc biệt trong thánh lễ, khi chúng ta tham dự và tưởng nhớ cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của con Chúa. Nhưng trong trường hợp này không được thì chúng ta cũng có nhiều cách khác để giữ nó trở thành một ngày thánh. Xin chúc các bạn luôn bình an trong những ngày này, cầu nguyện cho nhau và cho những người đang ngày đêm nghiên cứu để tìm ra những con vi khuẩn, những cái loại antidote hay là những cái loại thuốc để kháng, để chống lại các con vi khuẩn này, để chữa bệnh này, cũng như các nhà lãnh đạo các quốc gia cầu nguyện cho nhau và với nhau. Và tôi tin chắc rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ ngày thánh thì một ngày nào đó chúng ta sẽ lên thiên đàng và chúng ta sẽ gặp nhau trên đó. Cho đến ngày đó, xin cho mọi sự chúng con làm đều làm sáng danh Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn các bạn. Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.